Tôi đi làm công quả, mấy bạn ở tình nguyện viên bảo muốn ăn bún đậu nước tương cho nó ngon, lấy quả tắc vắt miếng, sau đó thầy một miếng đường đó, sau đó sẩy miếng ớt đó, ăn lắm lắm. Sau đó khi mà ăn bún nước tương như vậy á thì tâm hồn nó thanh tịnh. Khi mà khoáng với nước tương này này, mày tắt cái nhạc dởm của chúng mày đi, điều gì vậy em? Tắt cái nhạc dởm đi, tao ghét cái con nào đang hát. Mày tắt cái âm nhạc đi được không? Mày mở cái bài gì nó hot một tí đi, mở cái bài mà như là đưa đạn. Mày nhờ cái mở cái bài mẹ anh bắt chia tay cũng được, cho đúng cái tinh thần của mấy đứa trẻ chúng mình. Mẹ anh bắt chia tay với bài gì của Khang Việt đấy, em nên dừng lại là gì đấy? Ui là trời, tháng này ăn chay ăn chứ gì tầm này, em không chay bây giờ. Chẳng hợp nhau đâu. Tháng ăn chay là nhớ ăn chay để cho mẹ bạn trai đỡ vùi dập mình. Cay quá, cay quá, cho rõ làm ớt cay quá, vô ngõm rồi. Kèm với coca của Nhung cay quá mà vẫn thích ăn, đâm một miếng cay quá. Tháng này những quán này bán đồ chay đông khách lắm. Hello Môn Cang, đang Hà Nội Môn Cang bao giờ về? Mọi người ơi, cái Facebook nó bị chặt, nó comment không thấy nhá. Chào Bin Vũ, đi là nắng ốm gần mấy ký. Chào Phạm Lâm, không phải tát đâu nha, cái này là miếng đầu cũng nóng, cay quá. Cay với mồm nữa các bạn. Bún đậu cô vàng đấy bán mới chuẩn bị được 11 năm rồi, sắp tròn 11 năm rồi. Ăn giờ này là không có khách, giờ người ta đi chùa rồi, còn ăn đi làm. Đi Đà Nẵng ăn ngon dã man luôn. Ăn xong đi sửa móng. Trà giảm cân, cứ uống mặc định là sẽ gầy. Uống xong mặc định gầy, uống xong thức ăn ủi mình sẽ gầy. Cay quá các bạn.
Em bán ở Sài Gòn. Quán em ở Sài Gòn. Sợt bún đậu cô Khàn ra địa chỉ. Bún đậu chay nhé. Cay vêu ra. Thích ăn cay mà ăn cay không được. Rất khi ăn cay mà cái khả năng ăn cay không nhiều. Cay quá. Cay vêu mồm ra.